Cuối tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ thông qua phương án tác chiến và giao cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm tổng chỉ huy. Khi đó, quân đội ta chủ trương đánh nhanh, thắng nhanh nhằm hạn chế những khó khăn về mặt hậu cần. Tuy nhiên, đến cuối tháng 1 năm 1954, sau khi đánh giá, nghiên cứu kỹ tình hình mọi mặt, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp nhận thấy phương châm này không còn phù hợp. Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, Đại tướng đã quyết định chuyển phương châm sang đánh chắc, tiến chắc. Lịch sử đã chứng minh việc thay đổi phương châm tác chiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch là hoàn toàn sáng suốt. Đó là một cái quyết định lịch sử trong một chiến dịch lịch sử. Và tất cả mọi cái hoạt động ở mặt trận Điện Biên Phủ sẽ được triển khai lại cái khoảng thời gian gần 1 tháng rưỡi. Thì chúng ta giải quyết được vô vàn việc. Tận dụng địa hình, thực dân Pháp đã đặt cứ điểm trên đồi cao mang tính phòng thủ. Do vậy, để tấn công được thì nhiệm vụ đặt ra với bộ đội ta là phải tiêu diệt những điểm cao. Chiến thuật hầm hào đã được quân ta áp dụng. Có lẽ chiến thuật này cũng là một trong những điều mà người Pháp không ngờ tới. Các cái đơn vị phải qua cái hầm này thì mới tiến thẳng vào cứ điểm của Điện Biên Phủ, tức là tập đoàn, chủ bộ chỉ huy của nó. Đấy. Cái thứ hai là chú được quân, đấy, đảm bảo vấn đề là quân. Cái thứ ba là vấn đề muốn đánh thắng thì rất khoát là phải có con đường này để trực tiếp là vào vấn đề sở chỉ huy, nó gần hơn. Trong quá trình thực hành tác chiến bao vây bằng hệ thống hầm hào, các đợt tấn công lên các cao điểm của quân ta còn được yểm trợ bởi pháo binh và pháo cao xạ. Ở bên phía tây này là 24 khẩu, bên phía đông này là 24 khẩu. Thì để coi như là chúng tôi giảm trận địa bằng một cái gọi là cánh cung, thì là đan thành lưới lửa bầu không trên bầu trời này. Ta hình dung ấy, thành một cái lưới lửa, có nghĩa là máy bay của địch mà vào trong cái vị trí bầu trời Điện Biên thì chúng đã vào mục tiêu của chúng tôi rồi. 70 năm đã trôi qua, thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học quý bằng nghệ thuật, cách đánh sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Đó là thắng lợi của tiến công, lấy nhỏ thắng lớn, lấy thô sơ thắng hiện đại. Từ nghệ thuật tổ chức chỉ huy và phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân đến nghệ thuật tổ chức chuẩn bị và điều hành chiến dịch. Những bài học đó sẽ tiếp tục được nghiên cứu, kế thừa và vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.